chào mừng bà con đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay Dr. Vet xin trân trọng mời bà con quay trở lại thăm cái đàn heo con tiêm sắt buổi trước. Và hôm nay có một chuyên đề Dr. Vet muốn giới thiệu đến bà con, đó là bố trí cho đàn heo con này tập ăn. Và đây là đàn heo con hôm trước chúng ta mới tiêm sắt xong. Sau khi tiêm sắt Intrafer của Hà Lan xong, đàn heo con không có một cái hiện tượng ngộ độc gì, không có hiện tượng tiêu chảy. Và sau mấy ngày, đàn heo lớn rất là nhanh. Bà con để ý đàn heo hôm nay rất là đẹp. Và bây giờ thì đã đến ngày huấn luyện cho đàn heo con tập ăn. Chúng không thể bú mẹ mãi được và chúng phải tự ăn thức ăn của mình. Nhưng để đàn heo con này ăn được thì chúng cũng cần một quá trình tập ăn. Và bố trí tập ăn như thế nào cho đúng thì hôm nay Dr. Vet sẽ hướng dẫn cho bà con nhà mình bố trí đàn heo con này tập ăn. Như chúng ta đã biết trong chăn nuôi công nghiệp hiện nay đấy, thì heo con thường được tách heo mẹ từ rất sớm. Thông thường thì người ta sẽ tách từ 19 đến 25 ngày. Heo mẹ khi không phải nuôi con nữa thì sẽ nhanh động dục hơn, nhanh có thai hơn và tăng số lứa trên một năm cũng như tăng số đầu con heo con trên một năm đó để tăng cái hiệu quả chăn nuôi. Để tách heo con khỏi heo mẹ được thuận lợi thì chúng ta bắt buộc phải cho heo con tập ăn rất sớm. Tuy nhiên thì cho heo con tập ăn ở thời điểm nào thì hợp lý, bà con nhà mình để ý giúp chúng tôi. Nếu như cho heo con ăn sớm quá thì khả năng heo con không ăn hết cám và có thể gây lãng phí cám tập ăn. Còn nếu như cho heo con ăn muộn quá thì cái dinh dưỡng bổ sung giữa cám và sữa mẹ không đủ cho heo con, có thể gây cho heo con tăng trọng kém và hao hụt trọng lượng cho heo con. Vậy bà con lựa chọn cám tập ăn như thế nào cho heo con cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Hiện nay thì có rất nhiều các công ty lớn làm cám tập ăn tốt, nhưng khi lựa chọn thì bà con chú ý một số những tiêu chí cám tập ăn như sau. Bà con để ý là viên cám tập ăn thì nó không được quá nhỏ và nó rất dễ tiêu hóa, nghĩa là tan trong nước bọt của heo con. Viên cám không được quá vụn và nó có mùi vị phù hợp với tập tính của heo con nhà mình. Thì đó là một số những cái tiêu chí nhỏ bà con lựa chọn cám tập ăn. Chúng tôi có thể hướng tư vấn cho bà con một số những công ty cám làm cám tập ăn rất là tốt như là Cargill, Dabaco và The Hut chẳng hạn. Bà con có thể tham khảo. Lựa chọn máng tập ăn cho heo con cũng rất là quan trọng. Đối với gia trại này thì người ta có thể sử dụng máng cao su. Còn nếu như đối với những trang trại nuôi chuồng sàn thì bà con có thể dùng máng inox hoặc là máng nhựa. Chọn vị trí đặt máng tập ăn cho heo con cũng rất là quan trọng. Bà con nhà mình chú ý có một số chỗ vị trí trong khu chuồng này mà bà con không nên đặt máng tập ăn. Tôi lấy ví dụ như là không nên đặt máng tập ăn ở chỗ vị trí thoát nước, nó liên quan đến phân và nước tiểu của heo mẹ. Trong khu chuồng này thì khu này cũng không nên đặt vì đây nó liên quan đến hơi tối, cường độ ánh sáng yếu. Thứ ba nữa là bà con không nên đặt ở dưới bóng úm vì khi nhiệt độ cao có thể làm biến đổi cái chất lượng của cám tập ăn. Trong khu chuồng của gia trại này thì vị trí đặt máng tập ăn tốt nhất là ở đây. Chỗ này bà con thấy rất là sáng và bà con có thể đứng ngoài cửa này. Bà con vệ sinh cái máng tập ăn, lấy cám không ăn hết hoặc là bổ sung cám mới, bà con có thể đứng ngoài cửa này. Bà con xử lý luôn. Khi heo con bắt đầu tập ăn thì hệ tiêu hóa vẫn chưa ổn định, chưa kịp thích nghi với thay đổi thức ăn trong đường ruột. Tuy nhiên thì hiện nay cám tập ăn của các công ty đã rất là tốt, hạn chế rất nhiều cái việc rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy cho heo con. Nhưng mà để tốt hơn nữa thì bà con nhà mình vẫn nên bổ sung thêm một chút kháng sinh, một chút men sống và một chút sữa hỗ trợ như sau. Bà con nhà mình chú ý. Đây là cái sản phẩm Coli 1200 với một cái thành phần là colitin. Phòng tiêu chảy E. coli cho heo con rất là tốt. Còn đây là cái men chocotic, men sống, giúp tăng tiêu hóa của heo con. Còn sữa bổ sung thì bà con nhà mình hãy sử dụng cái sản phẩm Top Lắc, giúp cho heo con tăng trọng rất là nhanh, hồng hào. Bà con nhà mình chú ý bổ sung cho heo con những cái sản phẩm này. Để bổ sung cám tập ăn cho đàn heo con như thế nào là tốt nhất thì mời chúng tôi mời bà con gặp chị Hương, chủ trang trại nha. Chào chị Hương. Vâng, chào anh, chào bà con. Chúng ta cứ nghĩ là bổ sung cho cái cám tập ăn này cho heo con là dễ, đơn giản. Nhưng có một số điểm bà con phải chú ý. Hiện nay chúng ta đang phải trộn mỗi bữa trộn một loại bổ sung cho heo con. Ví dụ như là trộn men này, trộn
kháng sinh này, trộn sữa tập ăn này, đúng chưa Hương? Dạ vâng ạ. Vậy trộn như thế nào, cách trộn như thế nào cho đúng và cách lấy cám tập ăn cho heo con như thế nào cho phù hợp thì chúng tôi xin mời chỗ chị Hương hướng dẫn cho bà con. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cách bà con trộn cám tập ăn cho heo con. Trộn cám tập ăn cho heo con thì chúng ta nên bổ sung giai đoạn đầu cho tập ăn từ 2 đến 3 lần trên một ngày. Mỗi lần chúng ta cho ăn với số lượng ít để heo con bắt đầu tiếp xúc với thức ăn, biết quen mùi vị và vị trí để máng ăn. Sáng thì chúng ta nên sử dụng trộn với kháng sinh, buổi chiều trộn với chocotic men tiêu hóa để giúp tăng khả năng tiêu hóa thức ăn của heo con. Đối với một bữa bổ sung thêm thì chúng ta nên trộn thêm sữa, bởi vì trong sữa này chúng ta sẽ có hàm lượng protein, canxi bổ sung vào trong cám để cho heo con tăng trọng nhanh hơn, phát triển tốt hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bà con trộn cám. Đối với gáo này sẽ tương đương với khoảng 0,5kg thức ăn. Tôi sẽ lấy khoảng 0,5kg thức ăn. Sau đây, đối với hướng dẫn của nhà sản xuất, tôi sẽ hướng dẫn bà con trộn men chocotic. Sử dụng hòa 1g trên 1 lít nước hoặc trộn 1g trên 0,5kg thức ăn. Ở đây đã có 0,5kg thức ăn. Chúng ta trải đều cám ra bao để trộn cho đều. Tản đều cám ra. Một thìa này tương đương với 2g thức ăn. Tôi sẽ lấy nửa thìa là 1g. Đây 1g thức ăn, 1g thuốc ạ. Rắc đều lên, trải đều lên mặt cám. Sau khi đã trộn thuốc, giải đều thuốc xong, chúng ta sẽ trộn cám đều, xoa đều cám, vò cám đều với thuốc. Trộn đảo đều liên tục để làm sao cho cám và thuốc trộn đều với nhau. Chúng ta trộn đều, trộn liên tục như vậy. Mỗi lần cho ăn, đối với heo con thì cũng như tôi đã nói ở trên thì chúng ta sẽ sử dụng một lượng thức ăn ít, khoảng 50g, tương đương với nửa nắm tay. Vì vậy sau khi trộn cám xong chúng ta nên bảo quản lại. Tôi sẽ cho vào đây. Chúng ta để ý, đối với các loại thuốc thì chúng ta sẽ nhìn thấy là thuốc sẽ bám đều vào mặt cám. Đây, sau khi trộn chúng ta sẽ có một hỗn hợp hoàn chỉnh gồm cám và thuốc đã trộn đều với nhau. Sau khi đã trộn cám xong thì chúng ta sẽ lấy một lượng nhỏ khoảng 50g, một nắm cám nhỏ, rắc đều vào máng. Thời gian đầu chúng ta sẽ rắc ít để làm sao cho heo con sẽ biết mùi vị và vị trí để cám để chúng ta tập ăn. Vâng, đàn heo này là vừa mới cai sữa xong, chúng tập ăn rất tốt. Chúng ta sẽ theo dõi về quá trình ăn của chúng nhé. Vậy là bà con nhà mình đã biết cách cho heo tập ăn. Chúng tôi hy vọng video chuyên môn này sẽ hữu ích cho bà con nhà mình. Nếu bà con có bất cứ một câu hỏi gì, thắc mắc gì, bà con hãy để lại bên dưới video. Chúng tôi chúc bà con chăn nuôi ngày một thành công và xin chào bà con.